Hello, cả nhà em là Sushi đến từ shop Sushi nội địa nhật.com. Rồi, tiếp tục hôm nay lên sóng cho cả nhà một cái mẫu hàng hot ở shop em ha. Những cái mặt hàng Tamura 300B này shop em bán rất là chạy ha cả nhà ha. Hầu như là cứ về là bán, nhưng mà đảm bảo cho cả nhà, mặc dù cái tỷ giá yên nó lên nhưng mà tụi em vẫn cố gắng giữ giá, mà cái hàng mặt chất lượng mặt hàng nó càng ngày nó càng tốt hơn ha cả nhà ha. Thời đại cạnh tranh ha cả nhà. Rồi thì đây là một em full Tamura 300B ha cả nhà, 300B. Thì những cái em trước đó là em tập bán là tầm giá 34 triệu, hầu như là không bớt ha cả nhà ha. Hầu như là không bớt, thì cả nhà search những cái con này trên eBay thì những cái giá trị nó rất là cao. Thì bây giờ em mời cả nhà cùng em xoay một vòng ngoại hình của em nó, và sau đó em phân tích cái giá trị của em này như thế nào. Tại sao nó có giá đó ha cả nhà ha. Rồi mời cả nhà. Sinh và lại Sin Audio ha cả nhà ha. Sin Audio Full Tamura, đây là một con hàng hãng ha cả nhà. Độ bền cực kỳ cao luôn. Ngày xưa giờ em bán Tamura cho khách hay là bất kỳ con âm ly đèn nào chưa gặp khách phàn nàn về cái vấn đề hư hao ha cả nhà ha. Rồi, con này là hàng E luôn ha cả nhà. Nó chạy một cục tăng phô nguồn SPT 150, một cục chóc và hai cục sức âm SOT 525 ha cả nhà ha. Đặc biệt em này chạy bóng còn xịn hơn em trước nữa, xịn hơn cái em trước ha cả nhà. Rồi bây giờ mình cùng nhau mình phân tích ha cả nhà ha. Đây là volume chỉnh hai loa riêng biệt. Về chất âm thì Tamura nói với cả nhà nó cực kỳ thoát luôn. Cả nhà biết tại sao nó dùng màu xanh không? Sơn màu xanh biết giống đi cặp với cái la nào là đẹp nhất không? La on test ha cả nhà ha. Con này đánh với on test ta nói cực kỳ hay luôn, quýnh cực kỳ hay luôn ha cả nhà ha. Rồi bây giờ mình đi vào dàn bóng ha. Con này chạy 2 cây 6 SL7 của Kenrad ha cả nhà, của Kenrad USA. Đặc biệt 2 cây 300B này là 2 cây 300B này em rất thích ha, tại nó cao lớn cả nhà, nó cao hơn cái cây 300B thường rất nhiều luôn, nó cao hơn khoảng 1 phân. Con này là của GG ha cả nhà ha. Nó cái công suất của nó lực hơn cái bóng 300B bình thường. Và đây là cây 5U4 của Russia. Rồi, bây giờ mình cùng nhau mình phân tích giá trị của em nó ha cả nhà. Thường thường một cặp OBT xuất âm của Tamura nó dao động từ khoảng 15 cho đến 20 triệu một cặp ha cả nhà ha. Hàng đẹp mới tinh một lát, cả nhà mình cùng cả nhà, em cùng cả nhà cùng nhau soi ruột gan em nó ha cả nhà ha. Là nó tầm khoảng, bây giờ em cho tầm khoảng ở giữa giữa đi, cho khoảng 18 triệu đi. Cục tăng phô nguồn là 9 triệu là hết 27 triệu rồi nè. 27 triệu ha cả nhà. Dàn bóng Kenrad của Mỹ này, thường thường một cây là 1 triệu ha cả nhà ha. 6 SL7, một cây là 1 triệu của Mỹ. Thì hai cây này nó ngốn của cả nhà hết là 2 triệu rồi nè. 2 triệu cộng với 27 triệu là 29 triệu. Cặp bóng này là mười mấy triệu ha cả nhà ha. 10 trung bình thị trường á, thị trường bán cặp bóng này nó rất hiếm cả nhà, nó rất hiếm. Nó không nó ít có đồ cũ lắm, hầu như là đồ cũ thấy rất là hiếm. Thì giá trị của cái cặp bóng này nếu mà đồ mới là nó tầm khoảng 15 ha cả nhà ha. 15, và cái bóng này cho em cho khoảng 1 triệu nữa đi. 15 rồi. 27, 29, 15, 44, cái bóng này chịu 45 triệu ha cả nhà. Em chưa kể, em chỉ tính giá linh kiện thôi ha cả nhà ha. Giá linh kiện thì nhiều khi cả nhà không hiểu tại sao nó con âm ly này nó lại mắc tiền như vậy. Thì em phân tích cho cả nhà cái thị trường đồ món á. Khi mà cả nhà cần cả nhà mua đồ món thì họ sẽ bán với cả nhà như vậy.
chứ không phải là em đang ý, cái ý của em là em đang so em chỉ cho cả nhà cái giá trị của con âm ly này, chứ không phải là ý của em muốn bán đồ món ha cả nhà ha. Rồi vậy nha, rồi bây giờ con âm ly này tại sao em nói cái độ bền nó cực kỳ cao, cực kỳ cao luôn. Con này cả nhà xài một chục năm không xi nhê, em nói thiệt một chục năm không xi nhê. Rồi lâu lắm rồi mình không soi ruột gan kỹ em nói ha, cả nhà đợi cho em một chút, em cùng cả nhà mở ruột gan ra soi ruột gan em nói như thế nào, linh kiện nó đi như thế nào, tại sao độ bền nó lại cao như vậy ha cả nhà ha. Rồi mời cả Rồi nhà. nha cả nhà, tất cả là sơn zin hết, nắp mới tinh luôn, nắp mới tinh, cái này dấu tay hàng lát lao là sạch ba sạch sạch bon cả nhà ha. Rồi thì đây là ruột ruột gan của em nó, cả nhà thấy cực kỳ đơn giản không, thành thử ra âm thanh nó rất là thoát, nó thoát lắm. Con này đánh với tannoy on test cực kỳ hay, 300B mà đi bóng xịn nữa ha cả nhà ha. Rồi em này chạy hai cái tụ nối tần của MKB, hai con điện trở đeo ha cả nhà. Rồi toàn bộ những cái tụ nguồn, tụ nguồn đó là nếp bông đi chi công ha cả nhà ha. Rồi đây là hai cái tụ thoát âm cực, đó là của nếp bông đi chi công luôn. Đây nguyên một dàn tụ xịn luôn ha cả nhà, thì linh kiện nó như vậy và nó đi những cái mạch lớn như vậy, thành thử ra là nó độ bền nó cực kỳ cao, nó không có cái gì mà nó hư nha cả nhà, nó rất hiếm hư. Và khi mà nó hư rồi thì mình rất là dễ sửa luôn ha cả nhà ha. Cả nhà có thể liên hệ em sẽ hỗ trợ cho cả nhà ha. Rồi riêng những em này em bán cho cả nhà cái giá thì cái độ thanh khoản cực cực kỳ cao luôn ha cả nhà. Khi mà cả nhà xài rồi cả nhà mua giá em bán cho cả nhà, mốt cả nhà bán lại cả nhà cũng không lỗ nhiều, thậm chí là cả nhà giao lưu đổi bù với em cả nhà chỉ tốn 10% thôi ha. Rồi trước khi vào test chức âm thì em inform cho cả nhà con này nha, con này nếu mà em tính giá linh kiện này cả nhà đã thấy 40 mấy triệu rồi, chưa kể mấy cái tụ, mấy cái tụ này đâu rẻ cả nhà, mấy cái tụ này cũng đâu rẻ đâu, tính tiền triệu không á, tiền triệu không, cặp điện trở đeo này cũng đâu có rẻ ha cả nhà ha. Rồi 34 triệu em bao ship toàn quốc cho cả nhà nha, COD cọc em 10%. Đây là những em bền bỉ với thời gian và cả nhà có sai rồi, cả nhà bán lại nó cũng được tầm giá ba mấy ha cả nhà. Thời điểm này là cái thời điểm cái giá cực kỳ tốt để cho anh em mình sở hữu nha, cả nhà tranh thủ nha. Rồi mời cả nhà cùng em thưởng thức chất cam em nói nha. Sông thôi gạt nước mắt phân ly, từng cơn
nào đi. Anh nói một lần nữa anh về. Mùa mưa lại đến tôi mừng vui đón tin anh. Đêm khuya một bóng nhìn mưa rơi xuống nắng canh. Nghĩ rằng tôi vắng anh vì nghiệp trai còn đi giữ quê hương cho chúng mình. Nhiều đêm chờ sáng nghe làm thao thức canh thâu đường ca nhỏ bé nằm đợi mong đã bao lâu. Tiếng còi đêm ướt màu đoàn tàu đi về mãi mà bản thân tôi nơi. Đại cây phượng vĩ bên đường che nắng ban trưa. Này con đường dẫn vào sân ga tắm trăng mơ. Mái trường xưa ấm thơ và này căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm mưa. Hai đứa vui chưa vơi tâm sự. Hôm sau anh lên đường, tôi tiễn anh như bao anh hùng hiên ngang ra xa trường. Vì yêu quê hương anh lặng lẽ bước chân đi, vì thương non sông tôi gạt nước mắt. Những cái loa cổ mà đồng trục tàn giải giống như là Guzman hay là Coran hay là Jensen gì đó đánh cực kỳ hay luôn. Rồi thì đây là cái giá sàn này ha cả nhà ha. Giá em không bớt nha, 34 triệu, free ship Hàn Quốc, giá em không bớt. Cả nhà chơi, cả nhà giữ gìn giùm em đẹp, cả nhà giao lưu nâng cấp lỗ 10%. Rồi cả nhà bán luôn cho em mua luôn, nhưng mà tùy theo giá thị trường, nhưng mà đảm bảo cho bạn cả nhà mua lại cả nhà giá cao luôn. Rồi vậy ha cả nhà, đây là một em cực kỳ xứng đáng
giữ giá mãi với thời gian, chất âm hay và độ bền cực kỳ cao luôn ha cả nhà. Tình trạng âm ly không mù xì ha cả nhà, hoàn hảo. Rồi có nhu cầu thì liên hệ em nha. Chúc cả nhà có một đêm ngon giấc, bye bye.